Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái vụ kiện bây giờ đã được đưa lên trên tối cao pháp viện liên quan đến ông Joseph Fischer, là một trong những người tham gia cái vụ bạo loạn. Thế nhưng ông bị Bộ Tư pháp truy tố chẳng hạn như nhiều tội gây mất trật tự, rồi cản trở thủ tục của Quốc hội certify kết quả bầu cử, vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà tất cả những cái người tham gia cái vụ bạo loạn đó, tất cả bọn họ đều bị một cái tội, trong đó là cái tội obstructing official proceeding. Nhưng mà Bộ Tư pháp đó bây giờ bị những người này họ kiện ngược lại, là áp dụng một cái đạo luật cho một cái trường hợp khác, là những cái vụ của các quan chức trong vụ Enron ngày xưa đó, tiêu hủy chứng cứ rồi đi giống như là thao túng nhân chứng vân vân để mà cản trở cái cuộc điều tra. Thì bây giờ ông Fischer ông nói cái chuyện của ông là cái bản chất hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau, cho nên cái chuyện Bộ Tư pháp đưa cái đạo luật đó vào để nếu mà ông bị kết tội, đây một cái tội liên bang thôi quý vị, nếu mà bị ở tù thì cũng rất là lâu. Thì lúc ban đầu đó ông kháng cáo thì tòa kháng cáo phía dưới đồng ý với cái lập luận của ông, thế nhưng Bộ Tư pháp họ lại không đồng ý, họ lại kiện tiếp, và bây giờ cái vụ này đã đưa lên trên tối cao pháp viện. Thưa quý vị, thì ông Joseph Fischer đó, ổng vẫn phía luật sư của ổng vẫn đưa ra cái quan điểm như vậy và bị yêu cầu cái truy tố là obstructing official proceeding phải được lấy ra khỏi cái hồ sơ truy tố của ổng. Thì ngay lập tức khi mà cái tin tức này được đưa ra đó, là tối cao pháp viện thụ lý hồ sơ của ổng, thì tất cả những cái người đã bị truy tố cho cái tội obstructing official proceeding này, và có những người đáng lý ra đã bị kết án rồi đó, họ file cái notion là hoãn thi hành án. Thưa quý vị, bây giờ họ nói là họ chờ cái kết quả của vụ kiện của ông Fischer này, tại vì nếu mà ông lật ngược được thì những người này có thể họ sẽ muốn lật ngược, lấy cái cáo trạng đó ra khỏi cái kết án của họ. Và nếu lấy được cáo trạng đó thì cái bản án của họ sẽ được giảm, ngay cả những người đã nhận án, có nghĩa là họ chấp nhận là những hành vi của họ là sai trái. Nhưng điều khoản này Bộ Tư pháp phải viện lý do thật là chính đáng và không có cái sự khác biệt giữa hoạt động của chính phủ liên bang với hoạt động tài chính. Thế thì cái chữ nguyên văn là obstruction official proceeding, tiến trình chuyển tiếp quyền lực êm thấm, đó cũng là một điểm mà trong bản cáo trạng của phía Jack Smith, công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng đang nhắm vào ông Trump. Tiến trình chuyển tiếp quyền lực, trong đó hoạt động của Quốc hội đang bỏ phiếu mà ông Phó Tổng thống lúc đó là Mike Pence phải chứng nhận kết quả bầu cử. Thì những người này đi vào tòa nhà Quốc hội để tìm cách ngăn cản hoạt động đó. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào bên phía Bộ Tư pháp không viện những cái luật lệ liên quan tới hiến pháp hoặc là luật của chính phủ liên bang để đưa ra cáo trạng này. Trong khi đó, hôm nay là ngày thứ nhì diễn biến phiên tòa chưa có xét xử chính thức, nhưng mà trong tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn. Thưa quý vị, ngày hôm qua đó, thì trước khi mà chọn lựa bồi thẩm đoàn thì hai bên phải đưa ra những cái bằng chứng trước tòa và ông Juan Merchant để cho tòa thấy đây là những bằng chứng của bên phe công tố của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp tiểu bang New York kiện ông Trump. Đây là những đề tài chúng tôi sẽ được lập ra. Đồng ý, bởi vì có những cái tình tiết, chẳng hạn như đoạn ghi âm hoặc là đoạn phim liên quan tới ông Trump mà cách đây cả bao nhiêu chục năm trước, Access Hollywood đã tuyên bố những lời lẽ thô tục nhắm vào người phụ nữ, thì tòa đã ngăn cản không cho đoạn ghi âm đó được trình bày.
Bởi vì xét một cách công minh thì ông Tòa đã được khen ngợi là rất là công minh trong vấn đề này. Ông Tòa nói rằng nếu để cho bồi thẩm đoàn nghe cái đoạn ghi âm đó, họ nghe cái giọng của ông Trump, thì có thể họ sẽ có cái phản ứng, bởi vì họ biết được đó là ông Trump tuyên bố những lời lẽ tục tĩu nhằm là giảm cái sự tôn trọng đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bên phía công tố ghi lại đoạn ghi âm này bằng chữ thôi thì được. Cho nên bên phía công tố họ sẽ phải ghi ra bằng chữ để cho người này đọc, nói rằng ông Trump có những cái tuyên bố như thế. Đó là một phần trong cái tiến trình hiện nay chọn lựa bồi thẩm đoàn. Ngày hôm qua, thưa quý vị, ông Quang Tòa, ông cho biết đó, hiện trong trước khi mà có được cái ngày 15, tức là ngày hôm qua, 15 tháng 4 đó, thì bên phía New York họ đã gửi thư cho rất nhiều các cư dân, đặc biệt là đa phần là ở Manhattan, New York, gửi đến khắp mọi nhà. Và cái số người đồng ý để xuất hiện để hầu tòa, tức là làm bồi thẩm đoàn đó, lên tới hơn 500 người. Và bên phía tòa cho biết đó, cái tiến trình mà chọn lựa bồi thẩm đoàn thường đó, nó vào khoảng 2 tuần lễ. Có những cái trường hợp nó chỉ có khoảng vài ngày hoặc là một tuần, nhưng mà trong trường hợp này họ có thể dành tới 2 tuần lễ. Bởi vì bên phía luật sư của ông Trump bằng mọi giá muốn lựa chọn những bồi thẩm đoàn nào. Đây là một cái phương cách, mặc dù chúng ta thấy là có thể nó gây ảnh hưởng đến phiên tòa, nhưng mà đó là điểm mà bên phía công tố cũng như luật sư đại diện cho bị can muốn tìm những bồi thẩm đoàn nào sẽ gây hại đến cái vụ án này. Có nghĩa là có thể khi mà đi đến cái cuộc bỏ phiếu chung đó, 12 phiếu. Và thưa quý vị, khi mà kết tội bất cứ một ai đó thì toàn bộ bồi thẩm đoàn, bởi vì cái dùng cái thuật ngữ nha, beyond reasonable doubt, có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa người này là có tội. Thì đó là lý do cả 12 thành viên của bồi thẩm đoàn đều phải nói yes, người này có tội, người kia không có tội. Chứ còn một người mà không đồng ý thì xem như cái phiên tòa đó, một là xử lại, hai là coi như là không có tiếp tục xử nữa. Thì đã có những cái trường hợp như thế. Trong trường hợp này, tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn vô cùng khó khăn. Bởi vì chúng tôi đọc qua đó, thì bên phía ông Trump, rồi bên phía công tố, họ có một loạt mấy chục câu hỏi để chọn lựa. Thì ngay lập tức ngày hôm qua đó, khi mà cái nhóm, từng nhóm một, chứ không phải một lúc 500 người, bởi vì họ cho mỗi một ngày thì có bao nhiêu bồi thẩm đoàn đó được lựa chọn ra, thì có khoảng đâu 95-98 người được đưa vào. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, trong đầu óc của quý vị đã có thành kiến trong cái vụ này hay chưa? Thành kiến có nghĩa là, quý vị có thể là đã là nghĩ xấu về ông Trump, có thể nghĩ tốt về ông Trump. Khi mà hỏi tới cái thành kiến của quý vị có thành kiến trong cái vụ này hay không? Thì có khoảng 50 người giơ tay lên nói yes, tôi có thành kiến. Những người này đã từng biết chuyện này và có người này không thích ông Trump, có người thích ông Trump. Thì cũng không được nữa bởi vì đã có thành kiến rồi. Bên phía hai bên đều muốn lựa chọn những người nào thực sự họ không có thành kiến. Thế thì công trong các câu hỏi đó còn tiếp tục chứ. Thời gian qua quý vị có nghe tin tức không? Đọc tin tức không? Theo dõi tin tức không? Có biết về vụ của ông Trump hay không? Biết về hoạt động của công tố? 42 câu hỏi. Và 42 câu hỏi này, bên phía luật sư họ có câu hỏi riêng, bên phía công tố họ có câu hỏi riêng. Công tố viên họ hỏi như thế này: quý vị có đi biểu tình ủng hộ ông Trump hay không? Quý vị có từng tham dự vào các cuộc meeting để gây quỹ cho ông Trump hay không? Quý vị đã có những cái ý kiến tốt đẹp để trình bày trên mạng xã hội về ông Trump hay không? Thưa quý vị, đó là những câu hỏi rất là hóc búa. Để làm sao cả hai bên ít nhất tìm được những người bồi thẩm đoàn có lợi cho mình. Và trong những cái tiến trình này đó, chỉ cần một bồi thẩm đoàn
trong quá khứ đã từng bị mua chuộc, hoặc là trong quá khứ đã tự nhiên, sau khi mà nghe theo dõi rồi đó, họ bắt đầu có thành kiến. Có thể là có thành kiến chống ông Trump, và cũng có những cái thành kiến ủng hộ ông Trump, và từ đó họ sẽ gây ảnh hưởng đến phiên tòa này. Miễn làm sao bên phía luật sư của ông Trump tìm kiếm một bồi thẩm đoàn không có quyết định chung cuộc, thì cái phiên tòa đó xem như là bị bột, là hung jury, có nghĩa là có một thành viên không đồng ý, hay là mistrial luôn. Toàn bộ cái phiên tòa đó không diễn ra, là họ phải tiếp tục cái phiên tòa khác. Và đó là đi vào cái cùng hướng của phía luật sư Trump muốn kéo dài cái phiên tòa này hoặc là hủy luôn cái phiên tòa này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau đây.